Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau phần điểm tin tức hoạt động trong tuần qua, chúng tôi xin giới thiệu về hai nhân vật trên địa bàn thành phố Bắc Giang vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ. Cuối chương trình là phóng sự phản ánh về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu nhà trọ xã Song Khê. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức kỳ họp thứ 17. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Bắc Giang năm 2024 lần 1, dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2024 lần 1, đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, báo cáo 2 năm thực hiện kế hoạch 465 ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện nghị quyết số 156 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, song thành phố đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt linh hoạt, nên tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục đạt kết quả cao, nhiều nút thắt được tháo gỡ, các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký cơ bản hoàn thành. Tiếp đó, các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn, thu ngân sách, việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố, điều kiện xét chuẩn công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến vào hai văn bản dự thảo lần 1. Đối với 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố chưa hoàn thành, cần tiếp tục bám các ngành trung ương để tham mưu, tập trung thực hiện. Trước mắt, tập trung các điều kiện chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất. Chiều ngày 2 tháng 10, đoàn công tác của thành phố do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023. Cùng đi có lãnh đạo một số tổ chức chính trị xã hội, phòng ngành thành phố. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố vận động cán bộ, hội viên ủng hộ nhu yếu phẩm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chuẩn bị tham gia diễn tập. Sau 5 ngày phát động, các cơ quan đơn vị đã tiếp nhận 1.200 kg nhu yếu phẩm, gồm 20 thùng sữa, nước uống, 920 quả trứng, 200 kg gạo, thịt, cá, hơn 800 kg rau củ quả và các loại gia vị như mắm, mì chính, muối, tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng. Tại đây, đồng chí Trần Thanh Hải đã hỏi thăm tình hình đời sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trong thời gian chuẩn bị cho buổi diễn tập, đồng thời trao tặng nhu yếu phẩm. Đồng chí mong muốn sự quan tâm kịp thời này sẽ giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao sức khỏe sau những giờ tập luyện vất vả. Đề nghị lãnh đạo chỉ huy các đơn vị bảo đảm đời sống vật chất tinh thần tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thành phố vừa tổ chức ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Bắc Giang năm 2023. Tham gia ngày hội có 16 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của 16 phường xã. Tại đây, 16 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc gồm 4 thành viên, chồng, vợ và 2 con tham gia 3 phần thi. Ở phần thi giới thiệu, mỗi gia đình dàn dựng một chương trình giới thiệu về gia đình của mình, đặc điểm của mỗi thành viên, truyền thống của gia đình, nêu thành tích nổi bật của gia đình trong cuộc sống, học tập, lao động, xây dựng gia đình văn hóa, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những đóng góp của gia đình đối với xã hội địa phương, qua hình thức kể chuyện, tiểu phẩm, nghệ thuật thơ ca, hò vè. Ở phần thi hiểu biết, các gia đình thể hiện hiểu biết về nội dung bộ quy tắc ứng xử trong gia đình qua hình thức thi viết lên giấy và phần thi gia đình vui khỏe. Các gia đình tham gia hai trò chơi mang tên đôi chân thần kỳ và trò chơi tích lũy lương thực. Các gia đình tham gia ngày hội năm nay đã hết sức nhiệt tình, có sự đầu tư công phu về trang phục phụ đạo. Các tiết mục mang màu sắc mới, khá đặc sắc, thể hiện rõ được gia đình là môi trường quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là nơi ươm mầm những tài năng, trí tuệ của thế hệ tương lai. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất cho gia đình anh Hợi, chị Lan ở phường Dĩnh Kế, 3 giải nhì cho các gia đình ở các phường Thọ Sương, Trần Phú và Đa Mai, cùng 5 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các gia đình còn lại.
Thưa quý vị, cách đây 60 năm, ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất, 17 tháng 10 năm 1963, 17 tháng 10 năm 2023. Nhân dịp này, Bác cũng đã có buổi nói chuyện với đồng bào Bắc Giang tại sân vận động thị xã Bắc Giang lúc bấy giờ. Vinh dự và tự hào được gặp Bác trong những lần Bác về thăm và những ấn tượng kỷ niệm đó không bao giờ quên đối với họ. Trong 40 năm công tác, ông Nguyễn Đặng Lượng, sinh năm 1929, ở phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, đã 6 lần được gặp Bác Hồ. Đó là vào các năm 1946, 1955, 1961, 1963 và 1967. Trong đó, 3 lần gặp cuối để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi làm việc với Bác Hồ với ban chấp hành tỉnh ủy Phú Thọ, sau rồi được tháp tùng Bác lên thăm cái hợp tác xã Đồng Tâm, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Lần thứ hai là chính là lần đại hội này, là được ở gần Bác lâu nhất, là 2 ngày liền. Và Bác hỏi nhiều chuyện nhất, và đi với Bác và Bác căn dặn. Ngoài ra Bác còn căn dặn tôi là cả về làm báo nữa cả. Lần thứ ba là Tết Đinh Mùi, là Bác về một Tết thì tôi lại tháp tùng Bác đi thăm được mấy nơi, thăm trường đảng của tỉnh ở Bắc Ninh này, thăm phong trào bèo hoa dâu, và ở đấy nó có phong trào thiếu niên nghìn việc tốt. 2 lần được gặp Bác Hồ, đến nay bà Ngô Thị Minh Hải, 77 tuổi, ở phường Trần Phú, vẫn không thể nào quên không khí lúc bấy giờ. Đặc biệt là lần được nghe Bác nói với nhân dân tỉnh nhà tại sân vận động Bắc Giang. Bước đến cổng sân vận động thì đã thấy hàng ngàn người tập trung của toàn tỉnh ở đấy là tỉnh Hà Bắc. Sau một thời gian chưa dài sát nhập, mọi người rất là vui mừng, phấn khởi, cười nói dân gian. Nhưng khi mà nghe tiếng hô là Bác đến, Bác Hồ đấy, thì là mọi người đều đứng tất cả lên và ào ạt như là, tức là rất là vui mừng phấn khởi. Thế và khi mà Bác bước lên khán đài, Bác giơ tay để cho mọi người trật tự thì tất cả đều im lặng phắc. Mặc dù là hàng ngàn người đứng ở bên dưới và nghe Bác nói. Trước hết là Bác chào đồng bào, sau đó là Bác căn dặn những từng tầng lớp nhân dân một. Với ông Nguyễn Đặng Lượng thì lại càng đặc biệt khi ông với tư cách là đại diện Thông tấn xã Việt Nam về dự đưa tin Đại hội Đảng bộ Hợp nhất tỉnh Hà Bắc năm 1963. Tại đây, ông đã vinh dự được gặp và trò chuyện cùng Bác. Trước hết phải nói là cả 3 cái sự kiện lớn của đại hội, tôi muốn nói nhiều về 2 cái cuộc Bác nói chuyện về mục đích Hà Bắc trở thành một cái tỉnh hợp nhất. Thì Bác nói ở đại hội rất kỹ, cũng nằm vấn đề ấy, nhưng mà ra meeting thì Bác lại nói theo cái cách tóm tắt, động viên và cổ vũ để cho nhân dân phấn khởi. Bác nhấn mạnh là cái bài học từ xưa đến nay, nếu mà thành công là chỉ có đoàn kết trong đảng, đoàn kết là gương mẫu cho mọi người thì là sẽ thành công. Được gặp Bác, được nghe những lời chỉ bảo ân cần của Bác, để rồi từ đó với mỗi người như ông Lượng, bà Hải, Bác Hồ luôn là vầng dương chói sáng soi đường. Vì là đứng ở bên dưới như đứng ngay hàng đầu, cho nên tôi vẫn nhìn được Bác rất là rõ và nghe những lời Bác nói rất là đầy đủ, ân cần. Thì tôi rất là xúc động và ghi nhớ lại những lời của Bác nói, dặn dò tất cả các mọi người. Và trong cái không khí trang nghiêm như thế thì mọi người cũng như là nuốt hết những cái lời nói của Bác vào trong lòng mình và suy ngẫm để mà rồi đây rồi mình sẽ thực hiện những cái lời nói đó như thế nào. Đây là cái điều mà tôi cũng rất là sung sướng và xúc động. Không chỉ cống hiến hết mình trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đặng Lượng và bà Ngô Thị Minh Hải khi trở về địa phương lại tiếp tục tham gia công tác xã hội, đảm nhiệm các vị trí khác nhau,
từ phường đến tổ dân phố. Trong đó, ông Lượng 7 khóa liên tục làm bí thư chi bộ, bà Hải là 3 khóa liên tục. Dù ở nhiệm vụ nào, các ông bà cũng nỗ lực gây dựng phong trào phát triển mạnh mẽ. Bản thân luôn là tấm gương về tiết kiệm, sống giản dị và gần gũi với mọi người. Hiện nay trên địa bàn xã Song Khê có 215 hộ dân có nhà cho công nhân thuê trọ với 1.800 phòng trọ. Mặc dù các chủ nhà trọ cũng đã được tập huấn về phòng cháy chữa cháy cũng như trang bị bình chữa cháy, tuy nhiên vẫn còn có những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại những khu nhà trọ này. Đây là khu nhà trọ tại thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, giống như chung cư mini với 3 tầng gồm 27 phòng trọ. Tại đây có 35 công nhân thuê trọ làm việc tại các khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng và Vân Trung, huyện Việt Yên. Song tại mỗi tầng của nhà trọ này cũng chỉ trang bị vài bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy. Trước những cái tình hình về cháy nổ xảy ra trên khắp địa bàn cả nước, thì ở đây thì tôi cũng được bên phía công an tập huấn cho những cái chương trình về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo những cái kiến thức cơ bản cũng như là những cái yêu cầu cần thiết khi xảy ra cháy nổ bất chợt. Còn đối với phía về nhà trọ thì về cơ sở vật chất thì tôi cũng trang bị những thiết bị chữa cháy thiết yếu như là bình chữa cháy đặt vị tại vị trí ở các tầng, tại những vị trí thuận tiện nhất để mọi người có thể sử dụng. Bên cạnh đấy thì cũng hướng dẫn đến những cái tất cả những anh chị em công nhân trọ trên trong nhà trọ là cách sử dụng bình chữa cháy khi mà xảy ra tình trạng cháy nổ. Dãy nhà trọ của ông Giáp Viết Dưỡng tại thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê có 12 phòng trọ. Hàng năm chủ nhà trọ được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây trang bị các bình chữa cháy mini, các tiêu lệnh chữa cháy và hệ thống điện nước. Công nhân thuê trọ được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và nhắc nhở ý thức sử dụng các thiết bị điện an toàn. Đối với gia đình tôi thì đã mua các bình phòng cháy chữa cháy đặt ở các vị trí thuận lợi nhất để khi xảy ra là có cái phương tiện để xử lý nhanh, kịp thời ngay. Thứ hai là chúng tôi đã được tập huấn hàng năm về cái phòng cháy chữa cháy ở địa phương cũng như là đi công ty cũng chúng tôi cũng được tập huấn đầy đủ hàng năm. Đối với những người ở đến đây ở trọ thì gia đình cũng đã thông báo và cho mọi người tập tại nhà về cách phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng bình. Tôi là công nhân thuê trọ ở đây thì được chủ trọ hướng dẫn các cách sử dụng bình chữa cháy cơ bản và khi không sử dụng đến các thiết bị điện chúng tôi tắt đi để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn xã Song Khê hiện có 215 hộ dân có nhà cho công nhân thuê trọ với 1.800 phòng trọ. Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, hàng năm công an thành phố Bắc Giang và công an xã Song Khê đã tuyên truyền tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là chủ các nhà trọ. Tuy nhiên về quy hoạch, xây dựng các nhà trọ vẫn còn nhiều bất cập vì chưa bố trí lối thoát hiểm và trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Nhiều chủ nhà trọ và công nhân còn lúng túng trong cách sử dụng bình chữa cháy và thiếu kỹ năng thoát hiểm, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để là thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi công an xã thường xuyên tuyên truyền qua đài phát truyền thanh từ xã đến thôn cũng như là qua các nhóm Zalo trên địa bàn. Ngoài ra chúng tôi còn trực tiếp xuống từng nhà trọ để trực tiếp tuyên truyền cũng như hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Đến nay thì cơ bản trên 90% hộ có nhà trọ cho thuê đã thực hiện tốt cái điều kiện. Để phòng tránh nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ công nhân, cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng đó cần tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chủ các nhà trọ và công nhân. Qua đó nhằm ngăn ngừa các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng cho tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 5 tháng 10 năm 2023. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.